Ngày 23 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bạc Liêu cho biết, liên tiếp từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận chùm 26 ca nhiễm COVID-19, trong đó có một ca tử vong là một bé sơ sinh chỉ mới 2 ngày tuổi. Theo CDC Bạc Liêu, vào sáng ngày 21 tháng 6, CDC Bạc Liêu nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu về việc phát hiện chùm ca nhiễm liên quan COVID-19. Cụ thể, bé trai 5 tháng tuổi, ngụ xã Tân Thành, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, khởi phát bệnh ngày 14 tháng 6 với triệu chứng sốt, bỏ bú, được gia đình đưa đi điều trị ở cơ sở y tế tư nhân. Sau 3 ngày bệnh không giảm, đến trưa ngày 16 tháng 6, gia đình đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã xét nghiệm bằng phương pháp PCR-CT32 điều tra kết quả dương tính COVID-19. Sau đó, khoa nhi bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu chỉ định tầm soát tất cả trẻ cùng phòng với bé thì phát hiện thêm 25 ca nhiễm khác. Riêng trường hợp bé sơ sinh 2 ngày tuổi tử vong, bé sinh ngày 18 tháng 6 từ người mẹ nhiễm COVID-19. Bệnh nhi có kết quả dương tính COVID-19 vào ngày 19 tháng 6 và tử vong cùng ngày. Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đang quản lý và điều trị 25 bé mắc COVID-19. Tất cả được chuyển sang khu cách ly cùng với một người nhà theo chăm sóc và người nhà ở luôn trong khu cách ly, không được ra ngoài. Trong 25 bé, có 6 bé đang được can thiệp máy trợ thở, 19 bé còn lại tình trạng sức khỏe ổn. Theo CDC Bạc Liêu, hiện Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu chưa đủ bằng chứng để xác định ca ban đầu. Tuy nhiên, ca chỉ điểm cũng có thể là ca ban đầu. Nguồn lây bệnh nhìn chung được cắt đứt, nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất thấp, chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới.